Bây giờ bắt đầu tiến hành cuộc chiến mô phỏng 1 với 4 thôi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Công kích theo phương án đã xác định. Đi. Ha, mất bảy rồi. Quả tiễn, gai đất chẳng qua chỉ là thủ đoạn thu hút sự chú ý của cậu mà thôi. Sát chiêu thực sự là để khiến cậu không thể đứng vững. Cái gì? Con người một khi mất đi trọng tâm, cho dù tố chất tâm lý mạnh mẽ hơn nữa, cũng sẽ sinh ra một chút dao động. Nhưng có một khoảnh khắc như này là đủ rồi. Công kích. Nhân lúc dưới chân của hư thối không có chỗ đứng thẳng, tập trung công kích đi. Đừng cho cậu ta cơ hội thở dốc đi. Xử lý rồi sao? Chắc xử lý được rồi. Thiệt là tự đại, muốn một với bốn. Đây là xem thường người của hệ siêu phàm chúng. Hả? Các người, đây đó ai tự đại vậy? Cái gì? Loại kỹ năng cấp bậc cao như này, cậu ta làm sao mà học được vậy? Lần trước trong cuộc chiến giao lưu còn chưa biết nữa. Dừng tay. Đây không phải là giáo sư Giang sao? Gọi đội y tế của trung tâm cấp cứu chưa? Gọi rồi, tới ngay. Hứa Thối, cậu tới đây làm gì vậy? Em đương nhiên là tới vận dụng môn học và thực chiến rồi. Trước đó không tới thầy Giang trực tiếp trừ điểm của em. Nếu còn không tới nữa thầy e là sẽ xử lý việc thôi học của em mất. Cảnh cáo trừ điểm sao? Giáo sư Giang vậy mà cảnh cáo trừ điểm học của Hứa Thối sao? Chẳng trách Hứa Thối luôn không tới hôm nay lại tới. Xem ra trong này hình như có vấn đề rồi. Giáo sư Giang, bốn người đều bị gãy xương đùi, cần khoảng 15 ngày mới có thể hồi phục. Người thì chúng tôi đưa đi xử lý thương thế trước đây. 15 ngày, ngày mai long hổ bảng của năm nhất sẽ bắt đầu, căn bản không kịp rồi. Tên Hứa Thối này là cố ý rồi. Lâm Phàm, Diệp Thu, Tiêu Nham và Hạng Bách, bốn chủ lực của hệ siêu phàm năm nhất, trong đó còn có một sinh viên đặc cách của Giang Thiệu, bây giờ đều bị mình phế rồi. Có điều đây chỉ là mở đầu. Tiếp theo, tôi chuẩn bị chơi thử 1 với 6. Có bạn nào dám học không? Cậu đi đi, vừa rồi thấy cậu hồ hởi lắm mà. Đừng nói giỡn, đi là bị quý chức mẹ hả? Thoáng cái đã phế bốn người, tên này thiệt sự tới huấn luyện hả? Phí lời, thực chiến đâu có ai không bị thương chứ. Giải tán hết đi, giải tán hết đi. Cố gắng nuôi dưỡng tinh thần, chuẩn bị cho cuộc chiến mở bảng của Long Hổ bảng năm nhất vào ngày mai. Thầy Giang gọi em đi học, bây giờ lại không cho bọn họ quấn với em, thầy có ý gì vậy? Hay là thầy trả lại điểm trừ đó của em lại cho em đi? Hứa Thối, trừ điểm của cậu là để cứu vớt cậu. Cậu đừng mượn cơ hội gây sự cho tôi. Như này thì không biết xấu hổ rồi. Chỉ có phép thầy xử lý em. Không có phép em chọc lại thầy hả? Thầy Văn, em từng nói lấy đồ của em thì phải nôn ra toàn bộ. Thì ra là vậy. Vậy nên Hứa Thối đã phế bốn học sinh xong. Phó viện trưởng của Học viện Thần Bí thuộc Đại học Tiến hóa Gen Hoa Hạ, sở trưởng của sở nghiên cứu siêu phàm số 18 của Viện Nghiên cứu Gen, chủ nhiệm của hệ siêu phàm thuộc Đại học Tiến hóa Gen Hoa Hạ, Trịnh Thiếu Hùng. Trong tay cậu còn mấy là học sinh có thể lọt vào top 100 của Long Hậu bảng đây? Học sinh có thể lọt vào top 100 chắc cũng chỉ có 20 người, nếu top 10 thì khả năng chỉ có một mình Sa Triển. Có thể thi được hạng nhất không? Được. Vậy cậu lo lắng cái gì đây? Thi hạng nhất tôi không lo lắng.
Tôi là lo lắng suốt đi ra ngoài kia cơ. Suốt đi ra ngoài thì không cần lo lắng. Tôi tiếp quản hệ siêu phàm 4 năm nay, hệ siêu phàm luôn hạng nhất. Chỉ cần cậu lấy được năm nay thì là 5 năm liên tiếp. Tới lúc đó đừng nói một suốt đi ra ngoài. Cho dù ôn tinh luôn muốn để ngụy đại gian thương vị, muốn để tôi cũng không để nổi. Hãy yên tâm đi, tôi bảo đảm lấy được hạng nhất phần thi tích điểm năm nay. Nghe nói Giang Thiệu trừ điểm cậu, sau đó cậu phải đi bắt học sinh của anh ta. Phải, cậu là định báo thù Giang Thiệu sao? Bỏ đi, thầy ta liên tiếp chơi xỏ em kiểu gì cũng phải chơi xỏ thầy ta vài lần. Người có ghen kỳ tích như chúng ta ít, bắt buộc mọi người đều phải chặn riêng một mặt. Vậy nên tôi không phản đối cách làm của cậu, nhưng cũng phải ở trong quy tắc nha. Vậy cô giáo An, nếu làm chuyện ngoài quy tắc thì sao chứ? Nếu thiệt sự làm chuyện ngoài quy tắc, lập tức liên hệ tôi ngay. Chào các quý vị khán giả và bà con gần xa. Cuộc chiến mở bảng của Long Hổ bảng năm nhất lần thứ 168 của Đại học Game của Hạ chính thức bắt đầu. Và bây giờ xin mời tuyển thủ tham gia thi đấu tuyên thệ. Tuyên thệ, cuộc thi đấu lần này chúng ta sẽ công bằng công chính nha. Anh hứa, xem ra rất nhiều người đều để ý cậu. Ha, không bị người khác đố kỵ mới lạ đó. Xem ra anh hứa rất có lòng tin, vậy hay là đi đăng ký đi. Nếu trong 3 ngày không có ai khiêu chiến, vị trí đồng của năm nhất sẽ tự động thuộc về cậu. Không vội, dù sao thịt nát ở trong nồi. Đúng rồi, thương nhân như anh không ra bên ngoài mở bàn, nhưng cơ hội kiếm một khoản hả? Trường học không cho phép. Môn nhịn bắt đầu rồi. Cường độ trong khiêu chiến thực tế giữa sinh viên năm nhất không kịch liệt. Cộng thêm trận mở bảng là 10 lôi đài tiến hành cùng lúc. Nếu tính kiểu 2 phút một trận, 1 tiếng một lôi đài chắc có thể tiến hành 30 trận chiến đấu. 10 lôi đài là 300 trận. Xem ra không mất bao lâu thì có thể gặp được sinh viên của hệ siêu phàm rồi. Nếu đã như vậy, Hứa Thối với Tốn Bân. Thầy Văn, Hứa Thối khiêu chiến lôi đài rồi, vị trí đồng của năm nhất sao? Không phải, Hứa Thối khiêu chiến Tốn Bân, hạng 84 năm nhất của hệ siêu phàm chúng ta. Đường đường là người dự định sẽ giữ vị trí đồng của năm nhất, lại khiêu chiến hạng 81 của năm nhất, đây là thao tác gì chứ? Tống Bân không phải người mình vừa sắp xếp lên sân sau. Hứa Thối, đây là muốn làm gì? Tiêu rồi. Phần chân bị đâm xuyên, động mạch không tổn hại. Xương đùi bị gãy, cần phẫu thuật cố định lại, để xe y tế tới đi. Xong rồi, chân lại gãy mẹ đó rồi. Xem ra lần này Tống Bân không thể tham gia trận chiến đấu tiếp theo rồi. Tình khốn Hứa Thối này là muốn khiến hệ siêu phàm của chúng ta không dùng được ai. Hứa Thối đâu rồi? Thầy Văn, Hứa Thối vừa lên lôi đài mẹ rồi. Lên lôi... Phúc! Hứa Thối! Thầy cản em làm gì chứ? Lẽ nào đây là muốn đích thân lên sân dạy dỗ em sao? Nếu thầy Văn lên sân, em chỉ có thể kêu cô giáo An tới tiếp thầy thôi. Hứa Thối này quá khó vậy. Hứa Thối, xem lại được rồi, đừng quá đáng quá. Thầy Văn, thầy đang nói cái gì vậy? Em chỉ là khiêu chiến lôi đài theo quy tắc mở bảng của Long Hổ bảng của trường học mà thôi. Nếu thầy cảm thấy trong này có kẻ hở gì, có thể tiếp tục cảnh cáo trừ điểm của em. Thu tay đi, làm như vậy mọi người đều không có lợi lộc gì cả. Hay là tôi xin lỗi? Xin lỗi ư? Thầy Văn, lời xin lỗi của thầy rất đáng tiền sao? Không đáng tiền, không hề đáng tiền, em cũng không cần. Nói xong rồi, tâm trạng thoải mái chút chưa? Hứa Thối, tôi vẫn câu nói đó, rốt cuộc phải như nào thì cậu mới chịu thu tay đây? Thầy Văn, muốn kêu em thu tay, đơn giản. Thầy xá xử phạt cảnh cáo trừ điểm này của em đi,
Chúng ta sẽ thương lượng bước tiếp theo ha. Hôm qua em đã nhận được thông báo đãi ngộ bị tụt xuống. Nếu xóa xử phạt trừ điểm, đãi ngộ của em chắc có thể khôi phục nhỉ? Xóa xử phạt cảnh cáo trừ điểm sao? Hứa Thối cậu đánh giá cao danh hiệu tôi quá rồi. Đại học Tiến Hóa Ghiên Hoa Hạ có thể thành lập nhiều năm như vậy là dựa vào quy tắc. Đây không phải là thứ tôi hay cậu có thể tác động được. Khoan đã, xóa xử phạt cảnh cáo trừ điểm ư? Thằng nhóc này cố ý làm khó mình nhỉ? Không được, mình phải đi hỏi phó viện trưởng Thịnh. Trong 15 tuyển thủ hạt giống bên phía Giang Thiệu đã bị cậu phế hai người. Hai người mà thôi, không phải còn 13 người hay sao? Ý của tôi là tiếp theo rất có khả năng sẽ không để bọn họ lên sân nữa, hoặc phái một nhân vật lợi hại tới. Tùy, dù sao mục đích cũng đạt được rồi. Còn về nhân vật lợi hại, vậy vừa hay cho tôi luyện tay. Yên tâm đi thầy Dân, một cậu em năm nhất mà thôi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí edit dịch chuyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.